các bạn đã đến với Lạ Đà Lạt. Mình là Hoàn Ý. Lâu rồi không quay video cho nên là không biết là còn có ai nhớ tới Đà Lạt và nhớ tới cái kênh Lạ Đà Lạt này không. Hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn đi dạo vào những ngày đầu tuần của Đà Lạt. Đây là buổi sáng vào khoảng hơn 7 giờ. Trời nắng đẹp của Đà Lạt trong tháng 11. Đây là một cái nhà hàng Hoa Thông ở khu vực ngã năm đại học. Tháng 11 ở Đà Lạt thì nắng nhiều, thỉnh thoảng có mưa. Và có vẻ như mùa mưa năm nay ở Đà Lạt ít hơn so với mọi năm, lượng mưa cực ít. Đây là những đoạn đường đang được nâng cấp, tu sửa tại thành phố Đà Lạt. Hiện tại thì ở Đà Lạt có rất nhiều cung đường được sửa sang rất đẹp. Lâu không quay video cho nên là hơi ngáo ngơ. Đây là một trong những căn biệt thự tại đường Đinh Tiên Hoàng số 17. Những nếp nhà cũ mang dấu ấn của Đà Lạt xưa. Những hình ảnh, những nếp nhà như vậy chắc sẽ quen thuộc với nhiều khán giả, nhiều cô bác của Lạ Đà Lạt. Những chiếc xe tải này thì đó, mọi người biết rồi. Ở phía trước là cái hình ảnh trong thời gian vừa qua về cái đồi cù. Thì nó vẫn vậy thôi. Bẵng đi người ta lại quan tâm, bẵng đi người ta lại để đấy và nó vẫn xây dựng lên. Đây là một ngôi chùa màu vàng rất đẹp tại khu Hope Valley. Một ngôi chùa được sơn màu vàng và điểm xuyết những màu nâu của gỗ và màu sơn lên những chiếc cột bê tông chùa tâm ấn. Buổi sáng đi qua cái cung đường này, nhìn lên một ngôi chùa như dát vàng sáng rực lên cả một quả đồi bên cạnh đồi cù. Chùa tâm ấn này thì mình chưa có cơ hội vào lần nào, nhưng phải nói nó rất đẹp. Đi thêm một chút nữa chúng ta sẽ tới với bờ hồ Xuân Hương. Bên trái vẫn là những hàng thông của đồi cù và xa tít là nhà thờ con gà. Hình ảnh những bụi sim được trồng để trang trí. Ở đoạn đầu đường Bùi Thị Xuân thì cũng đang được sửa sang lại cái đài phun nước. Và hy vọng là cái khu vực này đã sửa lại những cái đường ống, đường nước để tránh ngập ở khu vực này. Ngày xưa mình đã quay cho mọi người khung cảnh buổi sáng yên bình bên khu vực Hồ Xuân Hương. Và Đà Lạt dạo này thì vắng khách hơn, cho nên mặc dù trời đẹp cũng ít thấy con vịt nào. Thành ra là mấy bà vịt này đắp chiếu nằm ở đây. Tính ra là vịt nhìn xa thì đẹp, nhưng mà nhìn gần thì nhìn con mắt xấu thế ớn. Trái đài phun nước, biểu diễn nghệ thuật và đòi giành đi những vị trí vàng ở Đà Lạt để được thuê giá rẻ đây. Và bây giờ cũng nằm đấy, đắp chiếu đấy. Vì doanh nghiệp muốn được đền bằng những cái vị trí đắc địa để kinh doanh. Đây là một bản vịt duy nhất xuất hiện trong bờ hồ trong buổi sáng ngày hôm nay. Ở đây là một cung đường thơ mộng ở bên cạnh hồ Xuân Hương. Phía xa xa bên góc thì các cô chú đang dọn dẹp tỉa cây cho gọn gàng và đẹp hơn. Những góc nhà vệ sinh công cộng nhìn Đà Lạt rất chill. Một góc nhìn thẳng về đường Bùi Thị Xuân với những cây thông nhô lên. Và phía trước đó là nhà hàng Thiên Hương. Buổi sáng nếu có cơ hội thì các bạn có thể đi dạo bên cạnh Hồ Xuân Hương với những hàng thông, tia nắng rọi xuống cực kỳ đẹp. Vào tháng 11 này là tháng của hoa dạ quỳ và
tuy nhiên cũng thấy khá ít khách du lịch trong thời điểm này. Một khung cảnh yên bình ở bên Hồ Xuân Hương với hàng phượng tím cong rũ xuống mặt hồ, và phía xa là quảng trường nhà hàng Thủy Tạ. Ở phía xa xa bên kia bờ hồ đã được đấu thầu hình như 15 tỷ một năm thì phải. Và bây giờ từ giờ về sau thì không còn là của bên công ty Sài Gòn Đà Lạt Tourist nữa rồi. Đây là hình ảnh những cô chú người Đà Lạt buổi sáng tản bộ tập thể dục ở quanh bờ hồ. Cuộc sống cứ thế trôi đi một cách nhẹ nhàng. Mình gặp rất là nhiều khán giả của Lạ Đà Lạt, các cô chú buổi sáng lên đây rất nhiều lần và thường xuyên dành thời gian để có thể tản bộ ở quanh Hồ Xuân Hương. Đây là tòa giám mục ở số 9 Nguyễn Thái Học. Đường Nguyễn Thái Học thì đối diện xéo qua là nhà hàng Thanh Thủy. Đó là hình ảnh một cụ già đang ngồi trầm ngâm ở một chiếc ghế bên Hồ Xuân Hương. Những hàng hồng dại được trồng bên cạnh tòa giám mục. Bên cạnh đó ở phía trước thì cũng có những bông cúc trắng được trồng. Phải nói thật là ở Đà Lạt những cung đường có cây thì nhìn chỗ nào cũng đẹp. Thật thoáng như vị khách Tây cùng với gia đình đi tản bộ ở quanh Hồ Xuân Hương. Chúng ta lại có thể bắt gặp được nhà thờ Con Gà. Trước đây thì có thể đứng ở mọi ngóc ngách của thành phố có thể thấy được nhà thờ Con Gà, những tháp chuông cao. Bây giờ thì càng dần những tòa nhà mọc lên, những bảng hiệu mọc lên có thể che đi những cái tầm nhìn của những cái kiến trúc mà được đánh giá là đẹp và quý giá của thành phố Đà Lạt. Đây là khu vực ở bên cạnh công viên ở chợ đêm, được thay trồng hoa vào liên tục. Và video ngắn để đưa mọi người đi dạo chơi một chút, cảm nhận một chút tháng 11 của thành phố Đà Lạt. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần tới cùng với Lạ Đà Lạt nha. Bye bye.